Kính chào các em học sinh đã đến với bài giảng trực tuyến khối lớp 4. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu môn luyện từ và câu của tuần 27, bài câu khiến. Ngày hôm nay các em sẽ cùng tìm hiểu 3 phần: khám phá, luyện tập và vận dụng. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá thế nào là câu khiến nhé. Chúng ta cùng đến với ví dụ đầu tiên. Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng. Mẹ mời sứ giả vào đây cho con, thánh gióng. Câu in nghiên, mẹ mời sứ giả vào đây cho con, là của thánh gióng. Vậy, câu in nghiên ấy được dùng để làm gì? Cô có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. A. Cho gọi sứ giả vào. B. Ra lệnh quân lính cho gọi sứ giả vào. C. Nhờ mẹ gọi sứ giả vào. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đáp án của chúng ta, câu in nghiên này được dùng để nhờ mẹ gọi sứ giả vào. Vậy, trong câu này, các bạn hãy cho cô biết cuối câu in nghiên có dấu gì? Là dấu chấm than, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ thứ hai. Ví dụ tiếp theo. Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở, viết lại câu ấy. Khi trò chuyện với bạn bè, các em chú ý từ xưng hô bạn, mình, cậu, tớ. Cô có ví dụ sau. Cho mình mượn quyển vở của bạn với. Với câu này, cô dùng từ xưng hô mình, bạn và cuối câu cô sử dụng dấu chấm. Hoặc, Lan ơi, cho mình mượn quyển vở của bạn nhé. Cô sử dụng dấu chấm than ở cuối câu. Bây giờ đến lượt các bạn. Các bạn hãy viết lại câu để mượn quyển vở của bạn mình vào trong tập học nhé. Chúng ta cùng xem lại hai ví dụ. Câu đầu tiên là câu nói của thánh gióng. Mẹ mời sứ giả vào đây cho con, chỉ mong muốn. Cuối câu có dấu chấm than. Ở câu thứ hai là câu đề nghị, yêu cầu. Cho mình mượn quyển vở của bạn với ý muốn nhẹ nhàng. Cô sử dụng dấu chấm cuối câu. Vậy khi các bạn sử dụng các câu với mục đích thể hiện mong muốn, đề nghị hay yêu cầu của người nói và người viết đối với người khác, thì kiểu câu này chúng ta gọi là câu khiến, hay còn gọi là câu cầu khiến. Và dấu hiệu nhận biết của các câu là ở cuối câu sẽ có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Đây chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đọc qua ghi nhớ của bài. Câu khiến hay còn gọi là câu cầu khiến dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người nói, người viết với người khác. Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần luyện tập cách sử dụng câu khiến. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện bài tập số 1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau. A. Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ. Hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Xin mời các em cùng tìm câu khiến trong đoạn A nhé. Câu khiến trong đoạn A là hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Trong câu này sử dụng từ ngữ xưng hô để chỉ thứ bậc cao thấp của nhân vật nàng và thị nữ. Cuối câu có dấu chấm than. Xin chúc mừng những bạn nào đã tìm ra được chính xác câu khiến ở đoạn trích A. Chúng ta cùng tìm câu khiến trong đoạn trích B. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng. Có đau không chú mình?
Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé, đừng có nhảy lên bong tàu. Trong đoạn B, chúng ta có 4 câu. Câu số 1. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng. Đây là mẫu câu kể. Câu 2. Có đau không chú Minh? Cuối câu có dấu chấm hỏi. À, đây chính là câu hỏi. Câu thứ 3. Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé. Đây chính là câu khiến đấy các em. Câu 4. Đừng có nhảy lên bon tàu. Đây cũng là một câu khiến trong bài. Vậy, trong đoạn trích B chúng ta có tổng cộng 2 câu khiến. Ở cả 2 câu khiến này, cuối câu đều có dấu chấm than. Và đây nói lên yêu cầu một cách dí dỏm, cũng thể hiện tình cảm của anh chiến sĩ đến nói về con cá đang nằm trong bàn tay của mình. Chúng ta tiếp tục tìm câu khiến trong đoạn chích C. Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói, nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Các em hãy tìm câu khiến trong đoạn C. Câu khiến là, nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Đây là câu yêu cầu của con rùa vàng đối với nhà vua. Cuối câu có dấu chấm than. Xin chúc mừng các bạn đã có đáp án chính xác. Mời các em tìm câu khiến trong đoạn trích D. Ông lão nghe xong, bảo rằng, con đi chặt cho đủ 100 đốt tre, mang về đây cho ta. Câu khiến trong đoạn D là, con đi chặt cho đủ 100 đốt tre, mang về đây cho ta. Đây là câu yêu cầu của ông lão đối với nhân vật trong câu chuyện cây tre trăm đốt. Tác giả dùng từ xưng hô con ta để chỉ thứ bậc tuổi tác giữa hai nhân vật và cuối câu khiến sử dụng dấu chấm. Nhờ vào mục đích yêu cầu, đề nghị và dấu hiệu nhận biết ở cuối câu là dấu chấm than và dấu chấm, các em đã dễ dàng tìm được các câu khiến trong 4 đoạn trích vừa rồi, có đúng không nào? Cùng thực hiện bài tập số 2. Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa tiếng Việt hoặc toán của em. Các bạn hãy mở 2 quyển sách giáo khoa toán và tiếng Việt lớp 4 để tìm cho cô 3 câu khiến nhé. Sau khi các bạn đã thực hiện, cô có một số ví dụ sau. Hãy viết 3 số có 3 chữ số và chia hết cho 2. Hãy nói cho ta biết vì sao cháu cười được. Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết. Thường các câu khiến trong sách giáo khoa là những câu lệnh yêu cầu các bạn thực hiện các bài tập. Hoặc các bạn có thể tìm các câu khiến trong những bài tập đọc ở sách tiếng Việt. Rất đơn giản đúng không nào? Xin mời các bạn hãy tự tìm 3 câu khiến trong sách của mình nhé. Chúng ta cùng thực hiện bài tập số 3. Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo, thầy giáo. Câu khiến thì phải có nội dung yêu cầu, đề nghị, mong muốn một việc gì đó. Và hình thức, các bạn chú ý, kết thúc câu phải có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Khi nói với bạn, với anh chị hoặc cô giáo thầy giáo, chú ý giúp cô từ xưng hô sao cho phù hợp. Cô có ví dụ khi các con muốn nhờ chị của mình giảng bài, có thể đặt câu như sau. Tối nay chị hướng dẫn em làm bài toán này nhé. Trong câu, cô sử dụng từ xưng hô chị và em. Cuối câu, cô có dấu chấm than. Các em hãy thực hiện bài tập số 3 vào trong vở học của mình. Vậy là chúng ta vừa kết thúc phần luyện tập thực hiện tìm các câu khiến và đặt các câu khiến ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vận dụng.
Trong phần vận dụng này, cô xin mời các em cùng xem một đoạn phim nói về hai nhân vật rất quen thuộc với chúng ta là Doraemon và Nobita. Và các em hãy cho cô biết những câu khiến nào xuất hiện trong đoạn phim. Mọi chuyện là như vậy đó. Vì vậy, cậu hãy cho mình mượn bảo bối nào có thể đánh thức mình dậy đúng giờ đi Doraemon. Mình làm gì có bảo bối như vậy chứ. Đừng đi mà. Cậu không chịu giúp mình mà còn bỏ đi như vậy thì mình biết phải làm sao bây giờ? Thì còn phải làm sao nữa, cậu lo tự mình cố gắng dậy đúng giờ nếu đi. Nếu tự mình có thể dậy đúng giờ thì mình đâu có bị đi học trễ đến 9 ngày liên tiếp như vậy đâu. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cậu. Nhưng mà mai mình không giúp được đâu. Tại sao kỳ vậy? Bởi vì sáng mai mình phải đi xếp hàng để mua cho bằng được bánh rán phiên bản đặc biệt với số lượng có hạn rồi. Thì ra cậu không chịu giúp mình là vì bánh rán hả? Đoạn phim vừa rồi có hay không nào các em? Vậy những câu khiến nào đã xuất hiện trong đoạn phim? À, bạn nào chú ý thì sẽ tìm ra được các câu khiến xuất hiện trong đoạn phim là câu: cậu hãy cho mình mượn bảo bối nào có thể đánh thức mình dậy đúng giờ đi Doraemon. Và câu: đừng đi mà. Câu thứ 3: cậu lo tự mình cố gắng dậy đúng giờ đi. Đây là những câu khiến đã xuất hiện trong đoạn phim đó các em. Xin chúc mừng các bạn đã tìm chính xác. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy đọc lại ghi nhớ của bài để nhớ rõ hơn về thế nào là câu khiến và cách sử dụng. Và bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn. Mến chúc các bạn có một ngày học tập thật vui. Xin chào!